Đài truyền hình SPTN đã cho ra mắt DVD Những Ngày Xưa Thân Ái. Chương trình sẽ đưa khán giả bước vào dĩ vãng, đi vào khung trời kỷ niệm của ngày nào trong 26 nhạc phẩm được chọn lọc thật kỹ lưỡng. Những mối tình của tụi Mộng Mơ ở cổng trường Trưng Vương, Gia Long. Thuở đó luôn làm lòng ai đó, đến nay vẫn sống âm thầm trong nỗi nhớ. Hãy một lần bước về dĩ vãng để sống lại những ngày xưa thân ái. Để order DVD, xin liên lạc 714-636-1121 hoặc 888-500-2018. Quý vị có thể order trên online sptn.tv hoặc mua digital copy trên sptngo.com. Trân trọng kính chào quý giả của đài truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai thứ sáu từ 8 giờ sáng 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ sáu 19 tháng 2 năm 2021. Xin chào anh Long. Vâng, thưa quý vị, anh Long đang chuẩn bị, chúng tôi sẽ bắt đầu ngay chương trình sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, tình hình ở bên Texas khá hơn. Sáng ngày hôm nay thì tuyết đã tan và theo dự trù nhiệt độ sẽ lên lại khoảng cỡ 30 đến 40 độ F. Nói chung là vẫn còn lạnh nhưng mà đỡ lạnh hơn trong những ngày trước. Nhưng mà dân ở đây bây giờ lại bị thiếu nước là bởi vì nhiều đường ống nước bị bể. Và tối ngày hôm qua tại San Antonio có xảy ra một vụ cháy nhà mà thưa quý vị, lính cứu hỏa đứng im không làm gì được hết. Bởi vì họ không có nước, họ không có nước để chữa lửa. Và cái này xảy ra tại khu apartment vào tối ngày hôm qua. Và nó xảy ra vào khoảng bắt đầu 1 giờ chiều. Và sau 7 tiếng đồng hồ thì cái tòa nhà này cháy rụi. Bởi vì như chúng tôi nói vừa rồi là không có nước để cho cứu hỏa họ xịt vào. Bởi vì mấy cái ống nước, mấy cái cột nước quý vị thấy trên lề đường nó thường thường có, nó mở ra chả có nước nào cả. Bởi vì nước bây giờ là không có. Vì thời tiết lạnh thì chúng ta biết là cái hệ thống bơm nước nó bị bể, những cái đường ống nước bị bể, bị đông đá cho nên là họ phải ngưng. Thành ra là bơm nước từ một nơi xa đến thì không được. Và đây quý vị nghe cái ông cứu lính cứu hỏa bảo là không, chúng tôi không có nước, là nhìn nó cháy thôi, không làm gì cả. Major concern out here was frozen hydrants, so we have no water. It's local. We were having to use shuttle water in with our tenders and tankers. We've got tenders from all over the area here. We've got more coming in to shuttle water into us. We've got about 75 firefighters on scene. Thưa quý vị, đây là những cái nước mà khúc đầu họ xịt tương đối, rồi sau đó thôi họ để cho cháy luôn. Cái khu nhà bị cháy này nó gọi là Cortland View Apartment ở tại San Antonio. Và tính đến chiều ngày hôm qua thì 797 cái hệ thống nước công cộng của tiểu bang Texas là bị ngắt, ảnh hưởng tới hơn 13 triệu người không có nước. Đó là theo cái Ủy ban về chất lượng môi trường của Texas cho biết như vậy. Và cho đến giờ phút này thì thưa quý vị, cái bão tuyết Uri làm cho hơn 30 người chết, trong đó đa số là ở tại tiểu bang Texas, tức là hơn 20 người. Đó là cái tình hình ở tại Texas hiện nay. Ngày hôm qua thì Tổng thống Joe Biden cũng có gọi điện thoại cho Thống đốc Rick Abbott và sẵn sàng nếu mà cần thì liên bang sẽ trợ giúp. Thì đó là cái chuyện xảy ra ngày hôm qua. Và hôm trước, ngày hôm Chủ nhật đó, thì khi mà ở Texas bị tuyết xảy ra như vậy thì Tổng thống Joe Biden cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho tiểu bang này. Và người ta nói là phải mất nhiều ngày nữa thì mới có thể mọi chuyện nó trở lại bình thường. Quý vị có thể thấy là mùa đông mà cháy nhà mà đành để cho cháy không làm gì được cả. Và cuối cùng là lát quý vị sẽ coi là nguyên cái tòa nhà nó cháy rụi luôn. May mắn là không ai bị thương và không ai bị thiệt mạng. Bởi vì có lẽ một số người cũng đã vào những khu trú ẩn. Và khi nó cháy thì nó cũng cháy dữ dội liền. Thành thử ra người ta chạy thoát.
Nhưng mà vì lý do là không có nước, cho nên một lần nữa nhắc lại quý vị là không có nước, cho nên nguyên cái khu này tiêu luôn. Đó, tiêu tùng luôn. Thì đó là cái tình trạng mà không có nước như vậy rồi. Không có nước đó, bây giờ dẫn đến chuyện luôn là cũng không có thực phẩm luôn. Bà con ở tiểu bang Texas bây giờ đang gặp rất nhiều khó khăn trong cái chuyện đi kiếm nước cũng như là thực phẩm để mà mua về. Bởi vì rất nhiều cái tiệm Walmart ở bên Texas cũng đóng cửa. Xin bác kỹ thuật cho coi cái laptop của tôi để có cái cảnh bà con mình nghĩa là xếp hàng đi mua đồ như thế nào đây. Đây, thì quý vị thấy. Bây giờ là long line, thế là quý vị thấy người ta xếp hàng đi mua những cái vật phẩm mà căn bản không có. Đó, trời mùa đông, lạnh giá này mà xếp hàng, quý vị thấy không? Chưa từng thấy. Mà đi vô mua cũng không biết có hay không nữa, xếp hàng tới phiên mình biết còn hàng đây à. Quý vị thấy bên trong tất cả các cái cửa hàng đều trống rỗng, không còn cái gì hết. Đã lỡ vô tới đây rồi thì chúng tôi mua đầy xe luôn, chúng tôi không có mua linh tinh lang tang, mua mà nửa chừng. Hốt về hết, coi như là hốt hết. Nó giống như cái hồi mà Covid-19 mà khi mà mới xảy ra đó quý vị. Và quý vị thấy đấy, nhiều người không có điện, không có sưởi ấm trong nhiều ngày. Đó là tình trạng là tại Texas. À, không có vui tí nào cả, nhưng mà đó là cái chuyện xảy ra. Và có lẽ là không biết tới bao giờ thì họ mới giải quyết được cái chuyện này. Chắc phải mất, tôi nghĩ là phải nhiều tuần lễ thôi anh Long. Vâng, trong cái sự việc này thì thưa quý vị, ngày hôm qua cơ quan quản trị khẩn cấp liên bang là FEMA đó quý vị, chắc quý vị nghe cái tên này quý vị cũng rất là quen. Thì tin cho biết là Tổng thống Joe Biden đã chỉ thị cho FEMA tiếp tế hàng cứu trợ cho tiểu bang Texas. Và ông cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp của hai tiểu bang Oklahoma và Louisiana cũng vào ngày hôm qua. Còn bên Texas thì ông đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ hôm Chủ nhật vừa qua. Thì tin cũng cho biết rằng là khi với cái chỉ thị mới của Tổng thống Joe Biden thì FEMA cho biết họ đã gửi ra 60 cái máy phát điện mà cỡ mà là cực lớn. Có nghĩa là mỗi một cái máy phát điện đó có thể cung cấp điện cho toàn bộ một cái nhà thương luôn đó anh Dung. Vâng. Vâng. Thì họ đã gửi cái thứ nhất là họ gửi ra 60 cái máy phát điện lớn này, rồi 729.000 lít nước uống, 10.000 cái chăn len, 50.000 cái chăn vải và 225.000 phần ăn. Đó là FEMA đang cấp tốc gửi về cho Texas. Và hiện tại bây giờ họ cũng đang, FEMA cũng đang gom lại hết những gì mà bên Texas đưa những cái yêu cầu bể FEMA xuống cứu trợ. Thì chúng ta nhìn cái hình ảnh mà từ nãy giờ quý vị xem là thực phẩm bây giờ cũng hết, nước uống thì bị đe dọa. Thì đây là những cái điều mà FEMA đang nỗ lực làm. Thì rồi thêm một cái nữa, FEMA cũng đang chuẩn bị là xuất dầu diesel về cho tiểu bang Texas để cho Texas có thể chạy các máy phát điện ở trong những cái nhà máy điện. Và ngày hôm qua thì bên phía Hạ viện thì bà Nancy Pelosi cũng lên tiếng rằng là trong cái dự luật COVID-19 mà đang đưa tìm cách thông qua, trong đó có 50 tỷ giao cho FEMA để đối phó với những cái trường hợp mà khẩn cấp như thế này. Và bên phía Tòa Bạch Ốc cũng cho biết rằng là các cố vấn an ninh liên tục đã báo cáo những cái diễn tiến liên quan đến cái thảm họa thiên tai Texas với Tổng thống, và ông luôn theo dõi những cái sự kiện là coi như là từng giờ từng phút liên quan đến cái ở tại nơi đây. Và tin cũng cho biết rằng là ông Joe Biden cũng nói chuyện với các thống đốc, đặc biệt là thống đốc Greg Abbott của tiểu bang Texas, để mà tại vì nơi đây là cái nơi bị thiệt hại nặng nề nhất so với các tiểu bang mà đang bị cái tình trạng bão tuyết hoàn thành trong thời gian hiện nay. Và tin cũng cho biết như tối hôm nay hay là tối ngày hôm nay gì đó lại có thêm một cái cơn bão, nhưng mà nó nhẹ hơn cơn bão trước, nhưng mà nó lại một cái sự kiện nó chưa xong lại một sự kiện khác nó lại đổ về nữa, cho nên cũng tình trạng cũng không biết là mọi chuyện nó sẽ có được tốt hơn nữa hay không. Bây giờ là tình trạng nó quá tệ mà đang chuẩn bị chờ một cái cơn bão tuyết mà kỳ này nhỏ hơn một tí xíu thôi thưa quý vị. Tính tới chiều ngày hôm qua đó thì thưa quý vị, khắp tiểu bang Texas vẫn còn 450.000 căn nhà và doanh nghiệp không có điện.
Sáng nay tôi nghe đài NPR thì con số nó xuống còn khoảng hơn 200.000. So với hồi đầu tuần là tới 4 triệu người. Ngoài cái máy phát điện đó mà Dinh Long nói đó, thì FEMA ngày hôm qua cũng dự trù là sẽ cung cấp là 700.000 lít nước, mà bottled water đó, nước trong chai, và hơn 60.000 cái men cho cư dân Texas. Rồi tiểu bang Texas cũng ra lệnh cho khoảng 7 triệu cư dân là phải đun sôi nước trước khi uống. Tức là sử dụng cái nước, và nếu mà còn mà trong cái đường ống nước mà đi vào đó là phải đun sôi lên. Và sáng nay tôi nghe này NPR thì có một số phóng viên tại chỗ bảo là bây giờ nhiều chỗ không có nước luôn, nghĩa là cái đường ống nước nó bị lạnh, nó hư, người ta phải tắt. Thì anh Long biết ta, dạ, cư dân ta sẽ lấy nước đâu, ta xài không? Ta xuống mấy cái mương á, mấy cái rạch á, người ta múc nước lên là đem về ta nấu. Những cái nhà, một số cái nhà mà nó gần mấy cái rạch á, thì chứ bây giờ không còn nước đâu, nó nước rạch còn đỡ, nhưng mà ít ra là nó có nước. Dạ. Chứ còn cái nước mà ở trong nhà nó không có luôn. Đó, bây giờ họ xuống cái rạch họ múc lên, đem về nhà họ nấu để họ sinh hoạt. Đó là sáng nay tôi nghe thì là NPR, họ một phóng viên ở tại bên Texas họ tường thuật như thế. Trong cái sự kiện mà bão tuyết kia này đó anh Dũng, cái khó so với Harvey là cái gì anh biết không? Là vấn đề là tuyết nó bao phủ cả luôn một cái vùng rộng lớn. Dạ. Còn cái cơn bão cái lúc trước đó, nó đi xong, cơn bão nó đi xong rồi thì vùng nào hoàn thành nặng thì đến cái vùng đó, còn bây giờ toàn bộ cái tiểu bang này nó phủ toàn là tuyết, nó không tình trạng nó không thay đổi thưa quý vị, mà trên một cái diện hoàn rất là rộng, cho nên cái tình cảnh nó càng thêm khốn khó nữa cho những người dân ở tại cái tiểu bang Texas hiện nay. Những tiểu bang mà chung quanh họ cũng đã bị như vậy, nhưng mà họ không lại nằm trong cái tình trạng của Texas. Như ngày hôm qua chúng tôi trình bày quý vị, một tiểu bang cái gì cũng muốn xài riêng hết, điện cũng muốn xài riêng, cho nên họ gặp một cái tình trạng không ai cứu có thể cứu ứng được một cách kịp thời. Thế vâng, và ngày hôm qua một khán giả tên là Chi Tôn ở tại Austin, Texas cũng gửi cho tôi một số hình ảnh mà chắc quý vị coi, chắc quý vị cũng ngạc nhiên luôn. Xin bạn kỹ thuật cho coi cái laptop của tôi. Vâng, chúng tôi bị kẹt kỹ thuật một chút xíu, không có cho quý vị coi. Lát chúng tôi sẽ cho quý vị coi, nghĩa là nước nó chảy xuống mà hành lang nó đông đá, chưa kịp chảy ở đông đá, giống như là những cái ngọn ở trong mấy cái gọi là thạch động đó. Rồi nước tại chảy từ trên nhà xuống, nóc nhà xuống mà nó đông lại luôn, nó đông lại thành cục luôn. Thì lát nữa là vấn đề kỹ thuật mà trở lại chúng tôi sẽ cho quý vị coi cái hồi nãy không biết ban kỹ thuật có xem được cái mạng laptop thôi không? Dạ. Nếu mà được thì đây khán giả Chi Tôn gửi đây. Trời, quý vị thấy ông nước nó chảy xuống mà chưa kịp xuống nó bị đông rồi, còn cái hình thứ hai nó mới ghê. Đây. Quý vị thấy nước thì trên nhà, nóc nhà nó bị tuyết nó đè, nó dột mái nhà nó đổ xuống, cái này nó xuống cái đông đá luôn, thành cái cột đá luôn. Này giống như mấy cái đám cưới anh. Mấy cái đám cưới hay là mấy cái giống như là mấy cái đèn. Không phải mấy cái tảng đá mà mấy đám cưới, mấy sự kiện anh biết người ta đẽo đó. Đó anh ơi. Nó có những cái tảng đá ta đem vô ta đẽo thành hình cái là gì, rồng múa rồi này kia, cô gái nó giống như vậy đó. Thì cái này cho thấy là cái tình trạng ở bên Texas ngày hôm nay thì đỡ rồi, nhưng mà sau đó thì quý vị thấy bà con vẫn còn bị khó khăn. Vấn đề nước là một, thực phẩm là hai, đặc biệt là cái nước, bởi vì thưa quý vị không có nước thì không làm gì hết. Hôm qua tôi nói chuyện với một người ở bên Houston. Dạ. Nhà là tôi nói anh nghe ở cái vùng Memorial, nhà là bạc triệu á. Triệu, yes. Nhà mà có tới 4 cái restroom là quý vị là bên Houston biết, vùng Memorial là biết rồi. Chị nói là 3 ngày nay không tắm. Không tắm, nước đâu mà tắm. Đó, quý vị thấy ở nhà khu Memorial là khu xịn nhất của Houston đó. Mà nhà thì 4 cái restroom nhưng mà rồi không làm gì được hết, tức là cũng bị. Thì đó là cái chuyện mà ở bên Texas. Chúng tôi sẽ tiếp tục với đề tài này sau phần thông tin thương mại. Xin quý vị đừng lờ màn hình SPTN. Đài truyền hình SPTN đã cho ra mắt DVD Những Ngày Xưa Thân Ái. Chương trình sẽ đưa khán giả bước vào dĩ vãng. Quý vị có thể order trên online sptn.tv hoặc mua digital copy trên sptngo.com.